Biết đi rồi. Tiêu cho tôi đo tiếp. Bài tay đó. Bài Anh xóa lăng đầm vậy? Anh xóa lăng đầm? Anh lăng đầm hết bụng lắm. Về đến phòng trong chứa bạch bạch cây không có trên thế này đi. Còn trên mà sao là phí nè. Thì tiền thì nó sẽ chú ý cái gì rồi. Bây giờ cái đó chúng ta cũng buồn lắm. Nên là bụi nữa. Ông xã mới sẽ phụ lộ cái này. Giờ mình trắp đây cũng không được không? Không có tiền. Đúng rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ai cái đầu mấy xưa đó tới đâu mà là cái ông ăn mềm mà không biết được vật một thân à anh ăn thế nào được tăng thu đâm giang cho ron đã đơn vị mình trâu nó bình bực Thank you.